làm phòng ngủ truyền thống nữa, hãy làm như thế này nhé. Một, Không cần giường làm nền. Đặt nệm 2 mét vào, khi ngủ có thể lăn tùy ý. 2. Không làm tủ truyền thống nữa. Làm giá tủ đứng như thế này. Đặt làm cửa kính trượt, đẹp mà còn có công dụng chống bụi. 3. Cuối giường làm thêm một màn trình chiếu. Như vậy là bạn có thể xem phim bom tấn tại nhà. Cách thiết kế phòng cho hai đứa con của bạn. Một, Khung giường được làm bằng thép vuông. Lót thêm sàn gỗ và đặt lên hai tấm nệm. Chia đôi ra là hai chị em đã có hai phòng rồi hai bên trái bên phải sơn lên hai màu khác nhau xanh cho con trai và hồng cho con gái ba dưới giường làm thêm một bàn học dài lúc này hai chị em có thể cùng làm bài tập về nhà bốn hai bên đặt làm tủ sách có bao nhiêu sách vở cũng không sợ nữa năm làm tủ quần áo cạnh cửa ra vào rất gọn và thoải mái đúng không làm nhà vệ sinh như thế này sẽ giúp tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ một tạo một khoảng trống trên tường bên này thêm vài ngăn nữa là nơi đặt đồ rửa mặt hai không làm vách ngăn nữa hãy làm tủ hai mặt bên dưới sẽ là tủ cửa đóng ra hướng bên ngoài phía trên bồn rửa làm tủ hướng về phía nhà vệ sinh làm như vậy sẽ đựng được rất nhiều đồ ba nếu như vẫn không đủ làm thêm tủ gương đựng đồ thì siêu ưng ý phòng ngủ của bạn sẽ trở nên gọn gàng hơn nếu làm như thế này một khung giường được làm bằng thép vuông đặt nệm lên khi ngủ sẽ rất thoải mái và không ẩm ướt hai khu vực treo quần áo sẽ làm như vậy kéo các hốc tủ dưới gầm giường ra là nơi tốt nhất để bỏ vào đó rất tiện lợi và đáp ứng nhu cầu chỗ cất giữ cho bạn. 3. Phần còn trống ở cạnh cửa sổ sẽ làm bàn học, chức năng sử dụng ngăn kéo như bậc thang siêu thỏa mãn. Đừng bố trí nhà bạn theo kiểu bếp truyền thống nữa. Một Bàn bếp bé, phòng ăn diện tích nhỏ chi bằng làm như thế này. Dỡ bức tường ngăn bếp. 2. Đặt làm tủ hình chữ U dọc theo tường. Cho tủ lạnh vào, kho lưu trữ trên mặt kệ rộng rãi sẽ khiến bạn hài lòng. 3. Ở giữa ta đặt một bàn ăn. Đặt làm thêm cửa kéo ngăn ở đây. Mở cửa ra là nhà bếp đóng vào sẽ giúp ngăn mùi thức ăn. Đừng làm tủ giày truyền thống nữa. Một, Làm ghế thay giày treo. Đặt các đôi giày hay sử dụng vào tủ dạng mở. 2. Làm khung gỗ. Lắp đặt giá để giày bằng inox có thể xoay. Chiếc kệ này có thể được điều chỉnh và có thể tăng gấp đôi dung lượng lưu trữ. 3. Đặt làm tủ gấp như thế này. Vẻ ngoài sang trọng lại siêu thân thiện với môi trường. Phải làm gì nếu phòng ngủ quá nhỏ, không có nơi để đặt tủ quần áo. Một, Thiết kế một bộ tủ quần áo trên cùng ở cả hai bên bàn đầu giường có thể kéo ra giúp tiết kiệm không gian hơn. 2. Làm tủ đựng đồ ở giữa. Lật cửa tủ từ bên dưới lên. Như vậy là đã có nơi lưu trữ những món đồ không thường xuyên được sử dụng. Treo quần áo ở trên không gian lưu trữ thật là tuyệt vời. 3. Đặt thêm giường 1,5 mét nữa là ok. Thiết kế nhà vệ sinh năm 2021. 1. Đặt làm bồn rửa đá và đặt máy giặt ở dưới. 2. Tủ gương được làm phía trên là nơi bảo quản và cất giữ đồ không bị lãng phí. 3. Dựng tủ ngăn bằng gạch đỏ ốp gạch bên trái làm tủ đựng, bên phải làm tủ hốc cạnh toa.